vô thượng bạn vô
thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi. Dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức phần bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi. Dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi. Dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đi qua na ga ma ni ti ca bồn nhân lô a du mô đan tu chi răng ra căn tu sa sa năng ra căn tu nô ga ru ra căn tu nha ta vô ra căn tu ba ni nô ra căn tu nô sa đa. Nguyện công đức tu trì hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàng, hư không giới thiên giới xin các ngài tùy thị. Công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp, mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hưởng thái bình. Muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, tiểu bình giúp khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ba mươi bốn nhân a sa wa ca gia hoa an hô và na ga tê ca lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Buddha Dhamma trên Bao Tháp mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. New York từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Cali từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma. Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn bài 7. Hai sự thật chân đế và tục đế. Sẽ do Ngài Tệ Siêu giảng giải. Ngài Tệ Siêu và Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Còn một chút xíu. Dạ, kính bạch Thượng tọa Giác Đẳng. Hôm nay Thượng tọa Minh Hồng có việc không vào đạo tràng được. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng
Từ bi hoan hỷ đọc kinh để bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá và cảm ơn Hoa Nguyệt. Dứt tâm trên lễ Như Lai bậc ứng cúng chân biết kỳ minh hạnh tục thiện thể thế gian chạy vô thượng điều ngược xin nhược sư Phật Đà Thế Tôn. Dứt tâm trên lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng thế giả thường chứng. Dứt tâm trên lễ chư tăng thánh đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh trực hạnh như hạnh chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị các ngài xứng đáng được tôn trọng, cung nghinh, cung trường, chắp tay kính lễ là phước điện vô thượng ở đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tăng bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sảy, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, cái khổ trị giới hạnh bạc trú trong thiền tập xin thị hiện phước lành được cắt được như ý rồi phản hồi thiên sư chư toàn giác đại lực chư độc giác đại lực tinh văn giác đại lực nguyện tổng trì quý đức cầu phúc lành phát sanh. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ, bây giờ con thành kính đảnh lễ ngài Trì Siêu cùng Nhật Bình kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng kính bạch chư tôn đức đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 7, hai sự thật chân đế và tục đế sẽ được ngài Trì Siêu và thượng tọa giác đẳng đồng giảng dạy. Dạ, quý ngài cho con biết con bây giờ con thỉnh vị nào lên trước ạ? Con cung thỉnh quý ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, hay là con đọc bài rồi con thỉnh quý ngài. Dạ, con kính nhân mít đến thượng tọa giác đẳng. Thầy giáo kính đại lễ thượng tọa Trì Siêu đại lễ Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay chúng đi vào một đề tài mà có lẽ đây là một trong những điểm gặp gỡ rất quan trọng giữa thắng pháp Abhidhamma và thiền quán Vipassana. Đó là cái cách chúng ta nhìn vào sự thật. Thật sự là sự thật là gì? Cái gì gọi là thực tướng? Cái gì gọi là thực thể của cuộc sống? Thì thưa quý vị, rất là thú vị là Thắng Pháp Abhidhamma đặc biệt nói rằng có hai sự thật là tục đế và chân đế. Mặc dù sự tục đế nó mang tính tương đối, nhưng mà sự thật đó vẫn là sự thật. Nhưng mà một cái nhìn tương phản, một cái nhìn mà cho chúng ta thấy được sự khác biệt giữa cái nhìn của thế tình và cái nhìn tuyệt đối rồi. Điều này là một ở trong những bước đầu đặc biệt rất là quan trọng đối với người học thắng pháp Abhidhamma. Dĩ nhiên là trong cái thời lượng của một buổi học như vậy, chúng ta không có thể đề cập hết cả hai sự thật này, mà trọn cái giáo trình thì chúng ta sẽ đề cập đến cả hai sự thật. Bài học tới chúng ta sẽ nói về tục đế. Nhưng mà riêng bài học ngày hôm nay sẽ cho chúng ta được một cái khái niệm là một người học thắng pháp Abhidhamma nhìn
những sự thật của cuộc sống như thế nào. Bây giờ thì mời quý Phật tử đọc cho bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cung kính thượng tọa Tuệ Siêu. Chúng tôi xin nhắc lại là hàng tuần thì thượng tọa Tuệ Siêu là vị giảng sư giáo trình thắng pháp vào ngày thứ năm, và chúng tôi là phụ trách vào ngày chủ nhật. Bây giờ quý vị có thể đọc cho phần bài học, và sau đó chúng ta sẽ cung kính thượng tọa giảng sư. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin được đọc phần chánh văn. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp A Huy Thâm Má, bài 7, hai sự thật chân đế và tục đế. Biên soạn tỳ kheo giác đẳng. Hai sự thật chân đế và tục đế. Theo thắng pháp Abhidhamma, thuật ngữ pháp Thamma trong ý nghĩa rộng nhất là tất cả những gì có thực thể hai sự thật. Các định nghĩa phân chia các thực thể là một trọng điểm mà tất cả những ai nghiên cứu Abhidhamma đều phải nhận rõ. Có hai thực thể, hai sự thật là tục đế, sam buddhisaccha và chân đế, paramattasaccha. Một vài ví dụ sau đây nhận rõ về hai sự thật này. Quy ước và thực tướng. Ngôn ngữ có tính cách quy ước theo vùng miền thí dụ. Trong Nam Việt gọi khoai mì, ở miền Trung gọi là sắn. Trong Nam gọi là củ sắn, ở miền ngoài gọi là củ đậu. Tên gọi xa biệt vẫn đúng là quy ước, không vì vị. Nói cách gọi nào là sai, chỉ là quy ước mỗi vùng, mỗi khác. Tương đối và tuyệt đối. Trong cách nói tương đối thì một vài cách diễn đạt có thể chấp nhận, mặc dù không đúng nếu nói tuyệt đối. Thí dụ, mặt trời đã lặn. Thực tế là trái đất xoay. Hai chỗ ngồi trên xe buýt này là của tôi. Thực tế thì khi xuống xe không thể mang theo cái ghế về nhà. Giới hạn và không giới hạn bởi thời gian. Có những hành động đánh giá mang tính thời gian hay văn hóa. Thí dụ, gặp khách mà không bắt tay chào, hỏi là thiếu thân thiện. Nhưng tạo nghiệp bằng sân sẽ tạo quả khổ, là điều không thay đổi dù trong quá khứ, hiện tại hay vị lai. Thường thức và kinh biện. Có những cách nói hoàn toàn có thể chấp nhận theo thường thức nhưng không thể áp dụng nếu nói một cách tinh xác bác học. Thí dụ câu: ai dùng các hạnh lành xóa mờ các nghiệp ác, chói sáng cõi đời này như trăng thoát mây che. Mây che khuất cái nhìn của con người, chứ mặt trăng thì không có thoát hay không thoát đám mây. Đại loại và vĩ mô. Trong cách nói chung chung, như thường gặp trong kinh tạng, nghiệp có cả trắng lẫn đen, thì cho quả đen lẫn trắng. Nhưng trong thắng pháp tạng thì trắng, đen là đen. Trong một quá trình thì có những sát na thiện hay bất thiện, nhưng không có cái tâm nào mang cả hai. Để có thể phân biệt được ý nghĩa của hai từ chân đế và tục đế trong thắng pháp, nên kiên nhẫn đào sâu vào giáo trình, không nên chỉ dựa vào vài thí dụ trên. Ngữ và pháp. Từ vựng sách giá dịch là đế, hai sự thật là những thực thể. Thực tế như trong câu, sự thật như thế nào thì chấp nhận như vậy. Đôi khi người ta dùng chữ thi thiết đối đại, chỉ cho tục đế nhưng cách dùng đó không chính xác. Thí dụ người ta nói Paris là kinh đô ánh sáng, đó là quan niệm mang tính đối đại vào thời xa xưa đó so với những thành phố khác của châu Âu. Sự thi thiết
Kansuvasin. Không nên hiểu là tục đế, gọi Parit là Ba Lê là sự thật theo tục đế. Nên cẩn thận, cả hai cách nói theo tục đế và chân đế đều được Đức Phật sử dụng, thí dụ Ngài dạy tất cả pháp hữu vi. Hai năm uẩn đều không có gì, là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nhưng Đức Phật vẫn nói, con của Như Lai hay y áo thuộc về một tỳ kheo. Người học thắng pháp không nên xem thường tục đế hoặc xem thường đó là sự thật thế tình, không có giá trị gì. Thử dùng khái niệm quen thuộc, thiền ngữ ngón tay chỉ mặt trăng, để nhắc nhở dù ngón tay không phải là mặt trăng, nhưng nhờ vậy thấy được mặt trăng. Thí dụ này có thể tạm dùng để nói sự liên hệ giữa tục đế và chân đế. Thấy con rắn ngỡ là sợi dây, đó là sự nhầm lẫn của ảo giác, không thể để thí dụ cho hai sự thật. Những điểm cần nhớ, pháp trong ý nghĩa tổng thể có nghĩa là sự thật, dù là tục đế hay chân đế. Sự thật có những phạm trù tương đối và tuyệt đối. Trong sự trình bày giáo pháp, Đức Phật sử dụng cả hai ngôn từ tục đế và chân đế. Minh họa, chân đế và tục đế trong biểu đồ chư pháp. Quý vị cần thấy biểu đồ có thể vào Zoom hay vào click vào lớp Phật Pháp Net thì sẽ được thấy rõ hơn. Điều đã nói, điều sắp nói. Bài học trước là pháp thâm má, bài học tiếp theo sẽ là tục đế. Chúng chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con xin sám hối vì đạo tràng, tại vì cửa con không đóng được, nếu con đóng thì con sẽ rớt nét nên có tiếng ồn ở ngoài. Con thành tâm sám hối với đạo tràng, con kính dâng bích đến Ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai Giác Vô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính thưa quý vị, hãy đến ngày chúng tôi thuyết giảng thì lại là ngày mà chúng tôi bị chi phối cái thời gian và công việc. Hôm nay chúng tôi làm việc ở tại Viện Nghiên cứu Phật học ở Sài Gòn. Chúng tôi mới về cỡ khoảng chừng 30 phút, 40 phút thôi. Cũng kịp để lên lớp. Nhưng mà chúng tôi không đảm bảo là chúng tôi hết thời gian được. Nếu dọc đường ngã gục thì xin thỉnh sư đệ giúp giùm cho. Dạ, sa thôi, cảm ơn sư đệ nhiều. Cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc ở đây đó, chắc có lẽ là sự tự tri hay là không biết là thượng tọa giác đẳng có bị duyệt hay không. Cái biểu đồ chư pháp, cái từ tục đế trong tiếng Pali đó, chữ Pali, chữ tục đế phải là chữ sam mũ tí sạch chát, sam mũ tí sạch chát, chứ không phải là sắc mũ tí. Chúng ta để cái chữ sam mũ tí, chữ này là sai, chữ này là sai. Chỉ sam mũ tí sạch chát
Cái lớp học của chúng ta là cái lớp học chẳng những là phải thận trọng về pháp, mà chúng ta phải thận trọng về cái ngôn ngữ Pali nữa. Bởi vì nếu như ai đó họ đi vào mà họ nhìn thấy họ có cái ý công kích thì lúc đó chúng tôi trở tay không kịp, chúng tôi trở tay không kịp. Xin các vị sửa lại dùm cái chữ Pali đó cho chính xác, chữ Sambhuti, Sambhuti sẽ chắc. Trở lại bài học hôm nay, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài 7 nói về hai cái sự thật, chân đế và thực đế. Cái chữ đế ở đây đó, chữ sa chá thì nó có nhiều nghĩa lắm. Chữ sa chá nó có nghĩa là một cái lời nói đúng, gọi là chân thật. Chúng ta gọi là chân thật. Có nó có, không nó không. Như vậy gọi là Satyavadi, tức là cái lời nói chân thật. Một cái nghĩa thứ hai đó, chữ Satya xài trong cái nghĩa là chân lý. Như nói Ariya Satya lý, tức là thánh đế, tức là bốn chân lý. Hay là bốn diệu đế, bốn thánh đế, bốn chân lý cao siêu. Chúng ta xài cái nghĩa đó. Còn một nghĩa chữ sách chá có nghĩa là và tha tà tha, tà tha, hoặc là và tha phu ta, tức là nói cái sự thật như thật. Thì chúng ta xài trong cái nghĩa này. Ở trong hai cái sự thật của Thì Đàm, Paramattha Satya và Samuti Satya, thì chữ Satya ở đây có nghĩa là Tatha, phụ ta. Thì ở đây khi mà đề cập đến hai cái sự thật thì chúng ta nói rất là một cái là cái sự thật theo bản thể, hai là sự thật quy ước. Cái sự thật quy ước đó chúng ta gọi là tổng đế. Thật ra thì chúng ta xài chữ tục á, chúng ta dịch nghĩa là chữ tục á, thì nó không có dịch cho cái nghĩa Sammuti được. Chữ Sammuti là đồng nghĩa chữ Pajati, có nghĩa là cái sự quy định, quy ước, cái sự chế định thôi. Ở trong luật tôi xài chữ Sammuti trong trường hợp là ấn định. Thí dụ như ở trong chùa có nhiều cái hạng mục tăng xá hay là trai đường, giảng đường, chánh điện, thì chư tăng sẽ là Sipa Sammuti,
tức là phải ấn định cái ranh giới Sima ở một nơi như là chánh điện chẳng hạn, để làm cái phạm vi mà chư tăng hòa hợp tăng sinh, thì như vậy chư Samuti sẽ hay là một vị tỳ kheo mà được chư tăng chỉ định là người sắp xếp trú xứ cho chư tăng, thì cái đó được gọi là Samuti Senasana Panyasaka Samuti vân vân. Còn ở trong ví dụ pháp, trong thắng pháp thì chữ Samuti trong trường hợp này chỉ cái nghĩa của chữ Samuti là chữ Panyati, là chữ Samuti có nghĩa là quy định. Thì cái chữ quy định là gì? Tức là cái sự chế định hay là cái sự quy ước một việc gì đó để cho hiểu với nhau. Thí dụ như là cũng vải mặt, nhưng mà mặt để mà che cái phần trên của thân đó, thì người ta chế định cái danh từ để gọi cái áo cũng là vải mai. Nhưng mà mặt che cái phần thân dưới từ rốn trở xuống dưới gót chân, thì người ta quy ước, người ta gọi là cái quần. Ví dụ vậy, cũng đồng thời là vải, nhưng mà dùng ở cái chỗ này thì gọi khác, dùng ở cái vị trí kia thì nó gọi khác. Hoặc là chúng tôi cũng thường thí dụ như là cái trái mà nó giống như trái mận, nhưng mà cái hạt nó to và cái màu sắc của nó màu đỏ, đỏ sậm, nó chua, chua hơn mận, và nó cái hình dạng nó hơi tròn bầu hơn, thì ở trong miền Nam đó, miền Tây Nam Bộ thì gọi là trái điều, nhưng mà ở miền Đông Nam Bộ trở đi đó, ra miền Trung, miền Bắc vân vân, thì người ta gọi trái đó là trái điều. Trong khi trái điều ở miền Tây Nam Bộ thì nó là thuộc về cái giống mận như chúng ta mô tả, còn cái trái điều ở ngoài miền Trung, miền Đông, miền Trung, miền Bắc gọi đó, tức là cái đào lộn hộp ở trong miền Tây Nam Bộ gọi gì, chúng ta ở đâu thì chúng ta gọi theo ở đó. Nếu mà chúng ta đi vào miền Tây Nam Bộ, xuống miền Tây, miền Tây Nam Bộ mà chúng ta gọi là trái đào lộn hộp thì người ta biết, nhưng mà chúng ta gọi là trái đó là trái điều, người ta nói mình nói sai. Nhưng mà khi ra miền ngoài đó, chúng ta gọi cái trái mà nó có cái hộp ở ngoài và phía sau, phía dưới cái trái đó nó treo lủng lẳng đó, thì chúng ta gọi trái đó là trái đào thì không phải ai chấp nhận, mà chúng ta phải gọi nó là trái điều. Thì như vậy cái tục đế là giả lập, là chế định.
theo từng vùng từng miền để gọi nói cho hiểu thôi. Còn cái pháp chân đế đúng ra thì cái chữ Paramattha nó là siêu lý, nghĩa là cái nghĩa lý tổng cùng, nghĩa lý tổng cùng. Và thượng một trong này dịch là đệ nhất nghĩa, và thêm chữ sách chá nữa đệ nhất nghĩa đế. Thì ở đây là nói về cái cốt lõi của cái danh từ tục đế. Thí dụ như cho nói cà rá, nhẫn hay là dây chuyền hay tấm lắc, thì cái đó chúng ta nói theo, nói cái từ đó là danh từ chế định hay tục đế. Nhưng mà cái vàng là chân đế, một kim loại quý, kim loại vàng đó, thì cái đó là giống như chân đế vậy đó. Từ cái chân đế để bắt đầu người ta định đặt ra cái danh từ để gọi ngũ quẩn, cái nào cũng là ngũ quẩn. Người này cũng năm quẩn, người kia cũng năm quẩn, nhưng mà người ta chế định đây là người nam, đây là người nữ, đây là con người, đây là con thú chẳng hạn, thì người ta chế định danh từ vậy. Nhưng mà thì thật thì đó chỉ là ngũ quẩn thôi. Nhưng mà ngày mai đó, hay tuần sau chúng ta sẽ học, ở ngày Chủ nhật chúng ta sẽ học về cái pháp tục đế, thì chúng ta sẽ thấy ngay cả cái danh từ gọi là ngũ quẩn đó, cái danh từ cũng là danh từ chế định, nhưng mà cái đó là danh chân chế định. Gọi là Gucciamana Panyati, vân vân. Thì sau này chúng ta sẽ học tới. Còn ở đây thì chúng tôi chỉ muốn nói hai cái pháp chân đế và tục đế. Một cái là giả lập quy ước về cái tên gọi, nhưng mà cái đó cũng là một cái sự thật, bởi vì ở đâu người ta đã quy ước như vậy rồi thì chúng ta gọi như vậy thì nó mới trúng. Chứ gọi nói sai, nói mà không đúng cái từ đó thì ta nói mình nói sai. Còn về vấn đề chân đế thì nó là cái bản thể thật, dù cho quy ước tên gọi như thế nào nó cũng chỉ là như vậy thôi. Dù cho nhẫn, chiếc nhẫn hay là tấm lắc hay là dây đeo cổ, dây chuyền, tất cả đều mặc dù tên gọi nó khác nhau nhưng mà chỉ là vàng, chỉ là kim loại, kim loại quý. Đó là chúng ta nói ở đây trong cái bài học đó. Thì ý nghĩa chân đế và tục đế được trình bày trong năm cái phạm trù, trong năm ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là quy ước và thực tướng, thì như chúng tôi trình bày quý vị như vậy thì gọi là quy ước và thực tướng. Về cái ví dụ, cái điều còn ở trong bài thì ví dụ về củ sắn, củ đậu, vân vân. Cái nghĩa thứ hai
nói là tương đối và tuyệt đối. Trong trường hợp này thì thật ra cũng là một cái quy ước. Cái chữ tương đối và tuyệt đối thì vẫn xài được cho các pháp chân đế. Nhưng mà ở đây chúng ta dùng cái nghĩa pháp tục đế là pháp tương đối, là có khi nó thay đổi. Còn cái bản thể nó là tuyệt đối. Tâm dù quá khứ hiện tại vị lai vẫn là cái đặc tính là biến cảnh. Tâm sở, cái đặc tính của nó là phụ thuộc đối với tâm. Còn sắc pháp, cái thực tướng của nó là cái gì có cái tính chất diệt, bị biến hoại bởi cái thời gian năm tháng. Thì cái đó chúng ta gọi là cái tuyệt đối. Còn cái tương đối đó là chúng ta nói đến tục đế. Bây giờ thì định đặt nó xài đến thời gian sau thì người ta không muốn xài cái, không muốn dùng từ đó nữa, cái ngôn ngữ đó nữa. Hoặc như người ta chế định về cái hình thức chế định chẳng hạn, thì nếu mà cái vật gì tròn cạnh dầu cho hơi méo, nhưng mà so với cái vuông góc á, thì chúng ta gọi cái này là anh tròn. Nhưng mà thực ra thì cái tròn này nó không có đều so với cái tròn kia. Thì kia kêu là tròn, còn cái này thì người ta chế định, người ta nói là cái hình van chẳng hạn. Người ta xài như vậy. Thấp cao không biết bao nhiêu gọi là cao, bởi vì cao là cao hơn cái thấp, nhưng mà thật sự so sánh với những cái khác thì nó cao hơn. Ví dụ vậy, một cái ngọn đồi gọi là cao hơn cái mặt đất vì nó so sánh với mặt đất, nhưng mà thực tế thì cái ngọn núi cao hơn cái đồi. Chúng ta xài trong cái nghĩa tương đối là cái nghĩa như vậy theo tục đế. Mà cái nghĩa chân đế đó thì cũng có cái tuyệt đối, cũng có cái chân, cũng có cái tương đối. Thí dụ như tịnh hảo, cái tâm tịnh hảo, mà tâm tịnh hảo dục giới đó thì nó tốt đẹp hơn là cái tâm vô nhân và tâm bất thiện thôi. Nhưng mà so với cái tâm sắc giới, vô sắc giới thì nó cũng chưa phải là tuyệt đối tịnh hảo. Nhưng mà đối với cái tâm thiền sắc giới thì vô sắc giới, mặc dù nó là tâm tịnh hảo, là so với tâm dục giới kìa. Chứ còn nếu mà so với tâm siêu thế thì nó cũng chưa phải là, cũng chưa phải là tịnh hảo tuyệt đối. Cái tâm siêu thế thì tịnh hảo tuyệt đối, gọi là panitang. Chúng ta gọi panitang, sân tăng panitang. Cho nên ở đây đó, chúng ta cũng phải thận trọng trong cái vấn đề ngôn ngữ mình dùng xài một chút. Nói về ngữ, về nghĩa, vân vân, thì cái vấn đề quy ước và thực tiến, thực tướng đó, thì tất cả những cái đó, quy ước và thực tướng hay tương đối và tuyệt đối,
giới hạn và không giới hạn bởi thời gian đó, thì chúng ta cũng xài cái nghĩa cẩn thận, chung chung, tương đối vậy thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta để chỉ cho hai cái phạm trù chân đế và tục đế đó, thì trong trường hợp này nó cũng có một thí dụ như giới hạn. Nếu mà chúng ta nói nhá, giới hạn là tục đế, rồi không giới hạn bởi thời gian là chân đế, thì trong trường hợp này đó, giải tạm tạm thì chúng ta hiểu được cái tục đế và cái chân đế. Nhưng mà chúng ta hiểu cái nghĩa rốt ráo thì thưa quý vị, tất cả các pháp hữu vi, chân đế hữu vi đều là bị giới hạn, Paricchaya. Chỉ có pháp vô vi là không bị giới hạn bởi thời gian. Cho nên nếu mà giới hạn có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai, thì pháp hữu vi, chân lý hữu vi là có quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà pháp vô vi là niết bàn thì nó là ngoại thời, là không bị giới hạn bởi quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. Thì ở đây chúng ta học cái này để chúng ta hiểu được đại khái cái gì gọi là chân đế và cái gì gọi là tục đế thôi. Nhưng mà chúng ta không nên xem đó như là một cái khung sườn để chúng ta hiểu được cái khuôn mẫu, để chúng ta hiểu được cái tục đế và chân đế. Bởi như chúng tôi đã nói với quý vị thì nó tùy còn cái thứ tư nó thường thức và kinh viện. Thì ở đây đó, như được dẫn chứng cái bài kệ trong Pháp Cú Kinh Tiểu Bộ Kinh mà Đức Phật Ngài dạy: ai dùng các hạnh lành xóa mờ các ác nghiệp, sáng chói cõi đời này như trong thoát mây che, thì đó là xài theo cái khái niệm của Kinh Tạng. Còn theo ví dụ pháp á, theo thắng pháp thì không có cái khái niệm đó, bởi vì Đức Phật là thí dụ như trăng thoát mây che. Sự thật thì mặt trăng ở trên cao lắm thưa quý vị, mây nó không có lên tới đó để nó che đâu. Nhưng mà tại vì ở dưới, mình đứng ở dưới đất á, mình nhìn lên thì mặt trăng nó tuốt ở trên cao, chúng ta bị áng mây che khuất con mắt của mình. Rồi chúng ta nói rằng đó là trăng bị mây che. Nhưng nếu mặt trăng ở trên mà nhìn xuống thì nói rằng chúng ta bị mây che. Cho nên cái đó nó chỉ là khái niệm thường thức để cho hiểu thôi, để cho hiểu cái ý nghĩa tu tập. Rồi chúng ta nói cái đại loại và vĩ mô. Trong cái nói chung chung đó, thì cũng vậy, chúng ta nói theo cái khái niệm của Kinh Tạng. Thí dụ như nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp có cả trắng lẫn đen thì kết quả trắng lẫn đen.
Thì ở đây riêng về cái vấn đề mà nghiệp trắng lẫn đen, kết quả trắng và đen, thì ở đây chúng ta phải nói chung chung để phân biệt giữa cái thuần thiện, thuần ác và thiện ác lẫn lộn. Mà thì nói như vậy thì không, Đức Phật hành thuyết trong tạng kinh cho người ta hiểu, nhưng mà ở trong thắng pháp thì Ngài đã phân định rõ ràng là tâm thiện là tâm thiện, động lực thiện là động lực thiện, động lực bất thiện là động lực bất thiện. Không thể nào có một cái tâm động lực tạo nghiệp mà trong đó nó vừa có cái thuộc tánh thiện, thuộc tánh bất thiện lẫn lộn như ly cà phê sữa. Một ly này cà phê, ly kia là ly sữa, còn ly nọ là sữa và cà phê hòa trộn lẫn nhau, nên gọi là ly cà phê sữa. Cái đó là nói cho hiểu như thế đó, nhưng mà thực ra thì cái tâm nó sinh khởi, hễ cái thuộc tánh á, tịnh hảo là tịnh hảo mà bất thiện là bất thiện, đen là đen, trắng là trắng, chứ không theo trong thắng pháp mà thì chúng ta nói ở khía cạnh thực thể thì không thể có cái đen trắng lẫn lộn. Như vậy thì người Phật tử chúng ta cũng cần phải hiểu rằng khi mà nói đến hai cái sự thật là để chúng ta thận trọng khi mà dùng xài, chớ chúng ta không nên phủ nhận, không nên bác bỏ cái tục đế. Khi mà biết được rồi, chúng ta nói là bây giờ mình chỉ tu tập theo chân đế, không có tu tập theo tục đế, nói vậy là sai. Bởi vì có những cái mà chúng ta phải mượn xài. Ngay cả như Đức Phật, Ngài vẫn dùng xài chế định. Thí dụ như có ai đó mét Đức Phật về tôn giả này hay vị tỳ kheo kia đã hành động như vậy, thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng con trai của Như Lai không có làm việc đó, hay là con gái của Như Lai không có làm việc đó. Thì để chỉ cho cái vị A-la-hán đệ tử Phật, nếu mà vị trưởng lão tăng á, vị tỳ kheo A-la-hán thì Đức Phật gọi là con trai của ta, Mapaputu. Còn nếu mà một vị tỳ kheo ni A-la-hán thì Đức Phật gọi là con gái của ta, gọi là Mamma Thita. Thì ở đây thưa quý vị, cái đó chỉ là cái nói mà Đức Phật này dùng như vậy để cho hiểu thôi, ám chỉ. Hoặc như Đức Phật này thuyết pháp này vẫn dùng chứ như câu nói chê tân na hăng phít cầu quê cầm ăn quà đa mít, Ngài dùng chữ á hăng đó là ta. Thì trong trường hợp này chúng ta nghĩ rằng tại sao có lúc mà Đức Phật dạy rằng sắp phê thâm ma anh ta, tất cả pháp là vô ngã, mà bây giờ Ngài lại nói là ta, nói cho các ngươi biết này các tỳ kheo, nghiệp tức là sự cuối, đúng không? Nếu mà bỏ cái ngôi thứ nhất, bỏ ngôi thứ hai, bỏ ngôi thứ ba, làm sao mà nói chuyện cho hiểu được? Cho nên ở trong kinh tạng bình thường, trong đời sống bình thường thì vẫn phải dùng những cái đại từ ngôi nhất, ngôi hai, ngôi ba để mà nói chuyện, để mà chỉ tôi, anh và nó, phải chỉ như vậy. Chứ kỳ thật thì các pháp vô ngã là nói theo cái chân lý.
Có cái câu chuyện lúc đó ngài Hòa thượng Tịnh Sự ngài ở bên Thái, ngài lúc đó ngài đã tốt nghiệp ra trường rồi. Thì hôm nọ có cái gia đình thí chủ đó, cư sĩ đó họ thỉnh ngài Hòa thượng Tịnh Sự với một cái vị tỳ kheo nữa, cũng là vị học vị dược pháp giỏi. Cả hai vị giáo thọ đi đến nhà thí chủ Trai Tăng, thì Trai Tăng cúng dường xong, ăn xong rồi với họ thỉnh thuyết pháp. Thì vị kia thuyết pháp cho Phật tử nghe về các pháp vô thường của nó, vô ngã. Vô ngã có nghĩa gì? Có nghĩa không phải của ta, không phải là ta, vân vân. Giảng xong rồi cái đến chừng lúc ra về, cái vị đó đứng dậy đi về. Hai vị vừa ra tới cổng nhà thì cái người gia chủ thì nam đó mới xách cái dèm chạy ra, ông hỏi là cái dèm này của vị nào mà bỏ quên lại. Thì vị kia mới nhanh nhẩu lên tiếng rằng của ta. Cho cái ông thị nam ông cũng cắt cớ, ông nói bạch ngài, hồi nãy ở trong nhà lúc mà sau khi ăn cơm xong ngài thuyết pháp, ngài nói là vô ngã của bầy của ta, sao bây giờ ngài nói là của ta? Thì bất ngờ vị kia bối rối. Thì lúc đó ngài Hòa thượng Tịnh Sự ngài mới lên tiếng, ngài nói ồ không phải, hồi giảng cho nghe thì giảng theo các pháp chân đế, còn bây giờ là giảng theo Samuti Sacca, tức là giảng theo tục đế, nói theo tục đế để mà ông biết. Ông biết là cái dèm của vị này. Thì lúc đó ông Thiện Nam ông quan hỷ ông xa thú rồi mỉm cười rồi đi, ai bị đi thôi. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta dùng xài cái từ chúng ta phải hiểu, khi nói đến phân biệt được cái chân đế cái tục đế là để khi mà chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày, người Phật tử chúng ta cần phải hiểu cái nào là chúng ta mượn mà xài, mượn danh mà xài, chứ không phải là chúng ta chấp cái đó nó là một cái sự thật, một cái bản thể bất di bất dịch. Rồi cái thứ hai nữa là giữa cái thiền chỉ và thiền quán đó, thì chúng ta phải nhớ trong cái thiền chỉ là chúng ta dùng cái pháp tục đế chế định, cái đề mục chế định thôi. Chẳng hạn như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, thì đất chế định là lấy đất sét nặng thành ở cái dĩa tròn bằng phẳng đặt ở phía trước mặt để mà niệm Bát thu quy đất đất. Thì cái đó nếu mắt nhìn là cảnh sắc chứ, nhưng mà chế định là đất nước lửa gió của vị. Trong khi cái pháp chân đế đất là trạng đặc tính của nó là cứng hoặc mềm, nước là cái gì mà nó thẩm thấu và nó kết dính. Lửa là cái gì mà nó đốt, có cái trạng thái đặc tính là nóng lạnh, nóng quá nó cũng đốt mà lạnh quá nó cũng đốt, nó thiêu hủy. Thì về cái trạng thái nóng lạnh, ngài Hòa thượng ngài gọi là lửa nóng lửa lạnh đó. Còn gió tức là cái gì nó làm cho giãn nở và di động, dao động bị giãn nở, căng ra và chuyển động thì gọi là gió. Xài cái nghĩa hai nghĩa đấu đãi nhau như thế thì như vậy gọi là gió theo chân đế. Thì cái danh từ, cái đề mục của thiền chỉ là chế định, còn cái đề mục của thiền quán đó
Thì khi mà niệm như chúng ta đọc cái bài kinh tứ niệm xứ hôm trời đó, thì ở đây cũng có cái phần chiếu. Nhưng mà khi nói đến thân có niệm xứ ca gia nước bát sanh na sa thế bát tha na đó, thì ở đây là lấy sắc quẩn cái sự hiện hữu, cái sự sanh sự diệt của sắc quẩn, nhưng mà được chế định ở trong cái gọi là hơi thở, trong cái gọi là đại quy nghi, trong cái gọi là tiểu quy nghi, trong cái gọi là thân thể trược, trong cái gọi là tử thi, vân vân. Thì cái đó là sắc quẩn. Thì như vậy trong cái thiền quán đó là nhìn vào cái bản chất của danh sắc hay bản chất của ngũ quẩn để thấy được lý vô thường khổ vô ngã. Chứ còn nếu mà xài theo thiền quán định tâm thì trên cái đề mục chế định được rồi, thì ở đây chúng tôi chỉ chia sẻ với quý vị một vài ý nghĩa về chân đế và tục đế như vậy thôi. Và bây giờ thì có lẽ xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giúp trình bày thêm ý nghĩa này, rồi sau đó Thượng Tọa điều họp cho chư tăng hôm nay có mặt, Thượng Tọa Từ Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng. Các vị cũng là những vị giảng viên, giảng sư vi diệu pháp, cho nên các vị giúp dùm cho cái phần thảo luận này. Nam mô Bổn Thầy. Mệt thì thường gọi chị sẽ nói được nhiều lắm là 20 phút, 30 phút, nhưng mà thường gọi cũng nói được 1 giờ đồng hồ, rất là hoan hỷ. Và thỉnh thường gọi đề nghị bây giờ thì xin được tiếp theo để với bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, có một điểm mà chúng tôi thường muốn nhắc, và đặc biệt là khi quý vị đọc vào trong bài học có cái phần mà chúng tôi là gọi là nên cẩn thận, dạ nên cẩn thận, vì nhiều khi cái môn học đó là một lẽ mà cái thái độ ứng xử trong đời sống á, nó cũng có một cái chừng mực tương đối nào đó. Hồi chúng tôi đi học ở Văn Hạnh á, thì có đi học với một vài vị sư Nam Tông, mà những vị sư này nó thẳng là ở ngoài Huế vào. Và lúc đó ở phong trào ngoài Huế đó, thì các vị hay ảnh hưởng khi quý vị đọc sách về thiền, thiền tông của Nhật Bản, của Trung Hoa, các vị thích lắm. Nên các vị ảnh hưởng ngoài đó. Và một vị mà biết một câu chuyện, dạ, và câu chuyện các vị truyền tai nhau động, các vị thích thú lắm. Các vị nói rằng có hai vị sư, một vị sư nói rằng tất cả đều là vô ngã, không phải là của ta, không phải là ta, không phải trường ngã của ta. Rồi một vị sư khác thấy vị này nói như vậy nên khi mà vị sư khác được người ta dân cúng một ly cà phê sữa đá đó, thì vị này cầm cái ly sữa đá đá về cái định uống, thì vị này nói dựng nó tại sao uống của tôi. Thì vị sư kia nói, ủa sư nói sao không phải là của ta, bây giờ sư nói là của tôi. Và thì câu chuyện đó được các vị đó rất là tâm đắc. Nhưng mà thật ra cái câu chuyện đó kể nghe vui thì vui, nhưng mà nói theo Phật Pháp đó, đó là một cách rất là phản Phật Pháp. Và rất là phản Phật Pháp, bởi vì sự thật á, là Đức Phật Ngài có dạy rằng đây
tất cả pháp hữu vi đều không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Nhưng mà ở trong Lục Tạng thì Đức Phật dạy rằng trong cái giới trộm cắp đó, trộm cắp nó có cái chi là vật có chủ và biết vật có chủ. Nếu bây giờ nói mà nói kiểu nó càng nói rằng không có cái gì là của ta hết, không có cái gì thuộc về sở hữu của cái tuyệt đối cái này kia hết, như vậy thì đâu có cái gì là của ai đâu, và không gì của ai thì mà mình muốn lấy của ai lấy tự do. Thì cái đó là cách nói càng. Bởi vì khi mà mình học Phật pháp đó, cái cách học và cách ứng dụng đó, và đặc biệt cái thái độ đó, nó rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng có nghe một vài vị học vi diệu pháp gọi là học siêu lý, và thì các vị học về cái, chúng ta sẽ đi qua tới cái ý nghĩa chữ siêu lý hay chữ chân đế hay đệ nhất địa đế trong bài học bài học này là bài thứ 7 chúng quý vị. Cái thứ 8 chúng ta học về tục đế, thứ 9 chúng ta học về chân đế rồi. Thì những vị này hay có một cái thái độ là mình học thắng pháp chỉ có cái gì thuộc về chân đế mới là đúng, mới là tốt và mới là hợp với chánh pháp thôi. Còn cái gì tục đế là đều dài sai hết. Tục đế không phải là sai. Nếu tục đế là sai thì không dùng chữ đế ở tại đó. Chúng ta phải rất là cẩn thận. Và như hồi nãy quý vị nghe trong bài giảng của Thượng Tọa Đời Siêu và cũng như ghi trong bài học đó, thì Đức Phật Ngài sử dụng cả hai ngôn ngữ tục đế và chân đế. Ngài sử dụng cả hai ngôn ngữ tục đế và chân đế. Chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn trọng. Nếu mà mình nói là tục đế là cái gì sai không nên xài, xài là sai hết thì Đức Phật đã không dùng. Và đó là sự thật của thế tình, sự thật của thường thức thì mình cũng phải mình cũng phải tôn trọng ở cái chừng mực nào đó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là nó là vấn đề văn hóa. Như ngày xưa Chư Tăng ở Việt Nam á, thì nói chuyện là ngó xuống là tốt, không nên nhìn mặt người nào đó, người nói chuyện, nhất là người phụ nữ. Nhưng mà khi chúng ta sang Hoa Kỳ mà mình nói chuyện mà mình không có keep eyes contact, không nhìn người nói chuyện đó, người đó nói mình gian, thì mình phải nói chuyện phải nhìn đó. Cái chuyện đó nó mang tính cách ước lệ, nhưng mà mình phải áp dụng đúng chỗ, nếu không là mình sai. Thì khi mà chúng ta nói đến tục đế và chân đế thì chúng ta hiểu rằng nó có những cái sự thật của thế gian này, mà cái sự thật đó nó có tất là ví dụ thời Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật này có đề cập đến cái vai trò của một vị minh quân, một vị pháp vương, một vị trưởng lưng vương. Trong cái giá trị ngày nay thì chúng ta nói đến là một cái nền pháp trị mà tốt là rất dân chủ. Dân chủ là người ta bầu lên. Thì thưa quý vị, ở trên thực tế đó thì cả hai cái nền dân chủ và quân chủ thì cái nào nó cũng có cái lợi và bất lợi, nhưng phải nói rằng lâu lâu mới có được một vị vua tốt. Và nên cái dân chủ vậy, không phải là tất cả những vị tổng thống, thủ tướng mà bầu lên do cái nền dân chủ đều tốt hết, hay là tất cả những vị vua đều tốt hết. Nhưng mà có một cái giá trị thì thời thời thì sở xứ. Thật ra có những giá trị mà chúng ta gọi là rất là tương đối. Và cái giá trị tương đối là tục đế. Và một cái giá trị nó tương đối hơn gọi là cái giá trị tương đối chúng ta là tục đế. Giá trị có tốt hơn chúng ta gọi là chân đế. Chân là sự thật. Mà đế cũng là sự thật. Chân đế là sự thật của sự thật. Và cái sự thật của sự thật ở đây đó mang ý nghĩa là một cái sự thật mà nó không có thay đổi theo thời gian quá khứ thế nào, hiện tại như vậy, hiện tại như thế này nào, tương lai như vậy. Cái đó chúng ta gọi là sự thật của sự thật, gọi là chân đế. Thì điều này chúng ta sẽ bàn ở một điểm khác. Bây giờ thì bây giờ xin được nó có một cái khía cạnh, rồi sau đó chỉ là sẽ thảo luận về cái ứng dụng ở trong thiền Vipassana. Dạ. Yeah. Trong thiền Vipassana thì người ta có chúng ta học được một cách là
ghi nhận. Và trong cái sự ghi nhận đó, sau này nó dẫn đến cái trạng gọi là đặt tên. Ví dụ như có nhiều vị dạy rằng khi mình ăn mình nói là múc múc thức ăn đưa thức ăn nhai nhai nếu mà đặt lên từng cái gọi là định danh cho từng cái hành động, thì thật ra tất cả những định danh đó nó đều mang cái tính cách là thi thiết, mang nó đều mang cái tính là chế định ra gọi là định danh, và đôi khi nó làm rối cho hành giả. Cái chính của ở đây trong chánh niệm là mình ăn, mình để ý đến việc ăn và mình nhai đầy đủ, không có vội vã, không có nghĩ lan man việc này việc kia, và ý thức trọn vẹn cái việc đang làm. Có nhiều khi đem một cái hành động mà mình chia ra ly chi nó chỉ bị quá, thật ra nó rất là kỳ. Chúng tôi nhớ rằng hồi xưa có hai vị, có một một vị Phật tử đi hành thiền, mà lúc đó là vị này nhờ một vị siêu sao thông dịch, tại vì cái cô Phật tử này cũng không có giỏi về tiếng Anh, thì cái vị sư kia quen cái cách dịch bình thường, nên khi mà ngài thiền sư này giải việc kinh thành, theo dõi bước chân, thì lúc theo dõi là dở, tức là dở bằng chân lên, bước là đưa về chân đấy, đạp là đến chân xuống. Thì cái vị sư dịch cách đi kinh hành đó là phải theo dõi cho kỹ lưỡng, dở bước đạp, dở bước đạp. Thì thưa quý vị, vài bữa tự nhiên vị sư này có chuyện phải đi lo giấy tờ visa, nên vị này không, vị này rời Manila, Mandalay để lên trên chỗ xin visa, nên vị này không giúp thông dịch nữa. Thì cái cô Phật tử này cũng là nhờ một vị sư Việt Nam khác, mà vị sư này từ ở bên Mỹ qua, thì vị này là dịch, không phải là dở bước đạp, mà vị dịch này đó là ngài thiền sư dạy rằng nhấc bằng chân lên đưa chân tới, đặt chân xuống, nhấc chân lên đưa chân tới, đặt chân xuống. Thì cái cô Phật tử này cổ than phiền, cổ nói rằng sao vị vị dịch nghe nó dài và nghe nó mệt như vậy, sao vị dịch là dở bước đạp. Thì vị đó gặp chúng tôi tình cờ, chúng tôi sang bên đó vị đem trình bày, thì chúng tôi chỉ cười, chúng tôi nói rằng là đành rằng một vị dịch là dở bước đạp, dở dở bước đạp đà, nhưng mà rồi cũng cần thiết là mình phải dùng danh từ đó. Mà vị kia nói là chân lên đưa chân xuống, đặt chân xuống, thì cũng nhất thiết là mình phải chấp thủ là tại sao nó khác, là tại nó dài, tại nó ngắn. Cái quan trọng là mình biết, mình biết động tác mà mình cũng phải đặt tên cho nó. Cái này là cái rất là quan trọng. Thường là nhiều khi trong trong cái thiền quán đó, cái điểm chính đó là chúng ta để tâm, mình làm gì đó mình đặt tâm để cho nó, chứ không nhất thiết chúng ta phải chia nó ra từng phần rất là rõ rồi định danh là cái này gọi là cái gì, cái kia gọi là nhai nuốt đếm, mà cái đó không nhất thiết như vậy. Dĩ nhiên là về điều này nhiều vị không đồng ý, nhưng mà ở trên thực tế là đặt tên là đặt tên. Cũng như có một lần chúng tôi nghe có một Phật tử nói một chuyện về những cảm giác như là tê rồi nhức rồi đau vân vân, rồi làm sao để phân biệt giữa cái tê cái nhức cái đau, thì thưa quý vị, đôi khi nó lại không cần, và nó cần phải gọi là trạng thái nào gọi là trạng thái nhức, trạng thái nào trạng thái đau. Dĩ nhiên trong tiếng Việt mình thì có cái phân biệt hai cái đó, nên khi mà chúng ta đi vào trong cái cách tu của tứ niệm xứ đó, coi chừng đôi lúc chúng ta lại gặp vấn đề khó khăn giữa cái định danh và cái thực tại. Và có nhiều khi chúng ta có chánh niệm bám sát thực tại, nhưng không nhất thiết là chúng ta phải định danh. Và trong một trường hợp này, nó lại có một cái lợi khi chúng ta học thắng pháp và hành thiền tứ niệm xứ. Chúng ta nghe câu chuyện là có hành động chứ không có người hành động, có gặt quả chứ không có người gặt quả, có hành động hay không chứ có người hành động, là vì nó biết rằng đây là tham dục, đây là sân độc, đây là hôn trầm, hôn trầm sẽ không biết ý thức rõ, và đây là
đất, đề nước, đề lửa, đề gió, đề tóc, đề bóng, răng da, đây là hơi thở vô, hơi thở ra, thì biết rõ từng cái hiện tượng. Nhưng mà không có nói ai nói tôi là tôi thế này, tôi thế kia. Thì có nhiều lần ở trong kinh niệm xứ chúng tôi có nói một chuyện là khi mà mình đọc Phật Hán ngữ có nhiều khi nó không có cái chủ từ, nhưng mà trong cái động từ nó đã có chia, ví dụ như bác sa tí là thấy, nhưng mà tôi thấy là rồi bác sa biết. Dạ. Và không bao giờ mà trong một động từ của phản ngữ mà không có chia cô thứ nhất, thứ hai, thứ ba, hoặc giả là tôi thấy, hoặc là anh thấy, hoặc là nó thấy, bắt buộc là một động từ phải chia theo ngôi thứ. Và khi chia như vậy đó mà dịch sang tiếng Việt đó, thì tự nhiên nó có cái chủ ngữ thở vào bị ấy biết rõ tôi đang thở vào, thở ra bị ấy biết tôi đang thở ra. Cái gọi là tôi đang thở vào, tôi đang thở ra đó, thì cái chủ ngữ tôi đó nó là một cái dịch không nên, và không nên trong cái trường hợp đó. Mà chúng ta trong tiếng Việt động từ mình đâu cần phải chia, thở vô vì biết thở vô, thở ra vì biết thở ra, và đây chính này thì tiếng Việt nó rất là đẹp, mà tiếng Việt nó đẹp hơn tiếng Phạn chỗ đó. Tại vì sao? Ở trong tiếng Việt nó là thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thì nó không cần phải nói là thở vô biết là tôi thở vô, hay là thở ra biết là tôi thở ra. Dạ. Thành ra khi cái hay của cái cách niệm này đó là lâu ngày thì chúng ta chỉ thấy tất cả chỉ là hiện tượng. Dạ. Tôi không phải là hơi thở vô và tôi cũng phải là thở ra, tôi cũng không phải là đất, tôi phải là nước, tôi phải là lửa, tôi phải là gió, tôi không phải tâm tham, tôi không phải tâm vô tham, không có cái tôi. Dạ. Thì giống như người Nagesara này nói rằng cái gọi là long sa nó là một cái sự kết cấu của nhiều thành tố, của nhiều bộ phận, của nhiều cơ bản. Cái mui xe cũng là long sa, cái bánh xe không phải là long sa, cái xương xe không phải là long sa, mà cái gọi là long sa là kết hợp của tất cả mọi thứ. Vì vậy á, đôi khi chúng ta thì chúng ta nên nhớ, ngoài vấn đề chỉ ghi nhận hiện tượng mà không cần định danh thì biết chứ có một cái là chỉ ghi nhận hiện tượng mà không đem một cái cá thể là tôi, là ta, là người này người kia đem vào trong đó. Dạ, giống như là cách nói là tôi thở hay tôi thở vô hay tôi thở ra, không cần phải như vậy, chỉ biết thở vô hay chỉ biết thở ra. Chúng tôi sẽ trở lại với đề tài tục đế và chân đế, nhưng hôm nay cũng rất là hoan hỷ là có Chư Tôn Đức đang ở trong room thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Tuệ Quyền. Lúc này xong với thượng Phật tử cho Chư Tăng mặc áo màu xanh lá cây hết, chắc là mùa đại dịch rồi từ từ chắc Chư Tăng chuyển màu xanh lá cây hết. Hay lúc này chúng ta ủng hộ môi bảo vệ môi sinh. Rất là hoan hỷ hôm nay chị thượng tọa Pháp Đăng hay thượng tọa có mặt trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu mà thượng tọa Pháp Đăng nghe được chính trình, thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Lan Nhật Nguyệt. Cảm ơn cô Lan Nhật. Xin thưa với chị Tăng và quý Phật tử, đó là không biết có một cái lần nào đó mà chúng tôi tình cờ vào để mà trả tiền hàng năm đó, cho cái nick thì nó giống mỗi năm thôi, nhưng mà sau từ lúc mà trả tiền cho cái nick tới bây giờ thì họ không có đòi thêm tiền nữa. Dạ, tức là trong 3-4 năm qua chúng tôi không trả tiền, không có renew, nó giống như là vĩnh viễn lifetime vậy đó, mà nick xanh thì cái đó nó cũng là một chuyện rất lạ, không biết là có bị nào giống như vậy không. Dạ. Rất là nhân dịp những 8 tháng cô Huệ Ngọc như tất cả quý Phật tử từ trước tới giờ đã cúng dường đức tin cho chị Tăng. Quý vị Phật tử nên biết một điều, đó là thỉnh thoảng có một số vị gửi tiền cúng dường như vị giảng sư như là thể hiện cái tấm lòng tri ân, nhưng mà thật ra trong nhiều năm qua đó, thì hầu như tất cả sinh hoạt ở trong room đó, chúng ta không có vận động như trước kia về tiền internet hay là về tiền mua mấy cái nick xanh chẳng hạn. Và riêng về nick xanh thì cô Huệ Ngọc
thì vào số Phật tử khác để cúng dường chư tăng qua thời gian qua rất là tán thán của công đức quý Phật tử. Chúng tôi có một điểm một cái niềm vui rất lớn trong rung là hồi trước chúng tôi những năm đầu vào sinh hoạt trong rung thì quý vị hay gọi chư vị giảng sư hay là gọi điện thoại cho quý Phật tử mời vào, nhưng mà chúng tôi nhớ mười mấy năm qua thì không có chuyện đó. Tất mỗi ngày chúng ta vào đây là do chúng ta đi vào thôi, chứ không có cái việc mà mời gọi. Và mọi cái việc mà điều hành như là mua đất chẳng hạn là do quý Phật tử phát tâm. Lâu ngày thì chúng ta giống như một ngôi chùa, chúng tôi rất là sợ làm cái gì sao trong cái khuôn, và cái khuôn là người Tây phương họ thích đóng membership đóng này kia, nhưng mà chúng tôi mới biết là chúng tôi chỉ mong muốn rằng tất cả chúng ta vào trong một cái lớp học giống như thời Đức Phật còn tại thế, những người Phật tử đến gặp Đức Phật hay là đến nghe pháp của các vị tôn giả hay bất cứ đạo tràng nào, chúng ta đến là do sự phát tâm chúng ta đến, và chúng ta đi cũng vậy, không có một cái sự ràng buộc và cũng không có cái động lễ phí vân vân. Thì bây giờ Phật tử mua thần á, không có đòi. Không biết hàng chi chúng tôi thấy sao mấy năm nay không có ai không ai đòi tiền. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Mà thì tổ hấp đăng, thì tổ hoan hỷ, thì tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên là khi mà chúng ta nói rằng chỉ có hành động chứ không có người hành động, chỉ gặt quả không có người gặt quả đó, thì điều đó nó có đi ngược lại với cái quan niệm mà chúng ta nói trong giới luật là vị sư A, vị sư B làm điều gì là sai, làm điều kia là phạm luật không? Tại vì nếu chỉ có hành động chứ không có người hành động thì tại sao lại có người phạm giới hay người phạm luật? Và như vậy phải chăng giữ kinh tạng, luật tạng về cả sáng pháp tạng có sự mâu thuẫn không? Xin sư tổ hoan nghị giải rõ cái điều này. Kính thưa sư tổ. Alo. Dạ, con Pháp đang kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ sư tổ. Kính chào ủy bảo cô phương lực và chào ủy Phật tử. Thì nếu mình nói rằng theo vi diệu pháp đó, thì khi mình nói đến một cái người mà làm ác đó, thì mình nói hành động đó, thì thật sự rằng cái mình học trong kinh đó, thì cũng nói đến hành nó duyên cho thức, nghĩa là hành nó duyên cho thức, cái hành động phúc hành hay phúc phi phúc hành nó duyên cho thức đi tái sanh. Còn khi mà nói theo vi diệu pháp đó, thì tuy rằng chúng ta đó tạo cái hành động bất thiện, nói một vị sư thì cũng cũng trong vi diệu pháp cũng có trình bày cái gì. Ví dụ mình nói rằng một vị sư đó, thì gồm có danh sắc ngũ uẩn, nghĩa là danh sắc là thân và tâm. Thì như vậy khi mà phạm tội đó thì chúng ta có cái tâm bất thiện như là tâm tham, có sở hữu tưởng bất thiện, hay là hành quẩn là có phi phúc hành, thức thì có tâm tham, sắc quẩn là chúng ta có cái thân để làm cái việc ác đó. Thì khi mà nói đến cái việc ác như vậy đó thì mình gọi cái tên đó, thì cũng gọi là danh chế định thôi, cái danh từ để chế định cho một người nào đó. Cái danh từ đó, ví dụ mình đặt một cái tên, tên Cúc, tên Lan, tên Hồng, tên Hạnh gì đó, thì cũng là cái danh từ gọi cái ngũ uẩn đó. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà tạo nghiệp ác đó thì mình phải chịu cái quả khổ, có nghĩa là mình phải tái sanh vào cái cõi khổ. Nhưng mà trong vi diệu pháp thì có nói với cái tính chất là vô ngã, thì trong kinh hay trong luật thì Đức Phật ngài cũng dạy như vậy. Vô ngã thì nghĩa là chúng ta không có cái gì hết, không có cái gì đó hết. Nhưng mà nói là không có cái gì, nhưng mà chúng ta hiểu cái là không có cái gì là gì. Chúng ta không có gì, nhưng mà chúng ta có nghiệp, mà nghiệp nó vận hành. Nghiệp nó vận hành thì danh sắc là thân tâm nó có,
nó có hình thành. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta nói không có gì đó, không có gì là không có một cái người điều khiển thôi, chứ không phải là không có nhân quả quý vị, không phải không có người điều khiển. Ví dụ mình nói rằng có Thượng Đế Thần Linh điều khiển mình đó, thì Đức Phật Ngài có nói về cái tâm của chúng ta đó, nó có thân trợ, khẩu trợ, ý trợ, nó có những cái hình thức như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng dù cái thân trợ, khẩu trợ hay ý trợ đó, ví dụ mình nói rằng một cái người mà họ làm việc ác đó, do cái tác động của phi nhân. Phi nhân ở đây là những người có thần thông hay là những người họ là chư thiên, phạm thiên, họ điều khiển mình làm cái việc đó. Ví dụ mình nói trong bài kinh Hàng Ma đó, thì trong quá khứ ác ma du si có nhập vào những người dân chúng để mắng chửi chư tăng á, thì một số người đó họ đọa vào địa ngục. Khi nó đọa vào địa ngục đó, thì một số người mắng chửi đó là gì? Là khi họ mắng chửi đó, họ không có khéo thu thúc, nên khi mà họ phẫn nộ đó, thì mắt họ cũng thấy, tai họ nghe, tâm họ có cái xu hướng có nghĩa là một cái ác tà kiến, nên khiến cho ác ma nó tùng cơ hội nó nhập vào, nó nhập vào để rồi sai khiến những người đó đi mắng chửi chư tăng, mắng chửi chư tăng. Thì số người đó khi đọa địa ngục đó, thì mình thấy ồ sao lại như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó thì Đức Phật Ngài cũng cho chúng ta biết đó là ý trợ, đó là chúng ta có thân có khẩu, nhưng mà ác ma có nghĩa là có thể nhập vào. Nhưng mà thật sự cái tâm của chúng ta đó nó cũng không có tịnh tính, chứ không phải là cái tâm của chúng ta đó có nghĩa là chúng ta còn cái trạng thái, hay là chúng ta gọi là mình không có tu tập, mình không có chế ngự được. Thì chúng ta thấy cái ma mà thường nói là cái phiền não ma, cái phiền não ma rồi cái chư thiên ma, thì cái phiền não ma chúng ta cũng có những cái ác tà kiến, và cái ma nó sẵn đó, nó ma vương sẵn đó tùng nó nhập vào, hay là chúng ta có những cái tâm bất thiện, có nghĩa là chúng ta có si vô tàm vô úy phóng dật trong những cái tâm bất thiện đó, thì tùng đó thì ma nó tùng vào đó luôn, có nghĩa là nó làm cho mình. Quý vị hay quý vị nghe câu chuyện bà Visakha và những người phụ nữ vào trong chùa để lễ Phật á, rồi tự đem rượu vào uống, rồi ma nó nhập vào, ma nhập vào những người đó nhảy múa trước Đức Phật. Thì Đức Phật ngày dùng thần thông coi như thế nào, tại sao có những cái cử chỉ hành động kỳ lạ như vậy, thì biết là những người này á, là họ ở nhà đó, chồng họ không cho họ uống rượu nên họ giấu rượu, họ đi vô chùa với cái ý là họ vô chùa không có ai quản lý họ để họ uống cái rượu đó. Và khi họ uống á, thì ma nó nhập vào, họ múa vũ múa trước mặt Đức Phật. Thì nói như vậy thì quý vị thấy rằng á, không có phải là cái ý trợ mà chúng tôi nói đó. Thường thường mình nói rằng ý trợ là một cái thế lực của phi nhân, những người có khả năng để điều khiển chúng ta được. Nó như vậy á, nó có những trường hợp như vậy, nên mình gọi là ý trợ. Những cái tâm bất thiện mà tâm tham hay là tâm sân nó sanh lên, có thân trợ, khẩu trợ, ý trợ, có nghĩa là cái sự tác động của phi nhân mà khiến cho mình chửi mắng hay là mình tham lam á. Thì nó cũng có, nhưng mà ở đây á, thì khi mà cái người nào mà làm cái nghiệp như vậy đó thì nó sẽ có cái ảnh hưởng. Có cái ảnh hưởng là gì? Những người mà họ họ làm như là ác ma du si mà làm như vậy đó, thì ác ma du si cũng rơi xuống địa ngục. Và những người mà ác ma du si nhập vào để họ mắng chửi đó, thì những người đó cũng rớt vào địa ngục, quý vị. Nó cũng rớt vào địa ngục. Như vậy á, thường á, thì Đức Phật Ngài nói cái việc mà hành động của chúng ta đó là cái ngũ uẩn á, thì cái ngũ uẩn đó khi mà chúng ta hành động mà thì chúng ta phải chịu cái quả báo thôi. Dù chúng ta là chư thiên, chúng ta thấy như là câu chuyện của Ngài Kundathana trong quá khứ là vị chư thiên đó là dùng cái cách để ly gián ra vị tỳ khưu, thì sau này vị đó chết cũng rơi vào địa ngục. Thì nói như vậy để chúng ta biết rằng á, Đức Phật Ngài biết được cái người đó họ làm việc ác á, thì họ dẫn nó vào địa ngục thôi, chứ không có một cái thượng đế thần linh, cũng không có cái sự sắp xếp của một cái bàn tay nào để sắp xếp cho chúng ta hết, mà chỉ có cái nghiệp, mà cái nghiệp thiện ác do cái ngũ uẩn chúng ta mà chúng ta gọi là phi hành đó, thì sắc thọ tưởng hành thức đều là phi phúc hành hết, thì để cho ra cái quả sanh vào địa ngục. Cái quả sanh vào địa ngục là gì? Cái tâm thẩm tấn á, nó sẽ sanh vào trong địa ngục. Có nghĩa là cái tâm thẩm tấn đó nó cũng có danh và sắc luôn á, chúng ta hiểu như vậy. Tại thường thường quý vị biết rằng á, chúng ta nói điều này để chúng ta phải hiểu thêm, ví dụ một cái tâm thẩm tấn cho tái sanh vào địa ngục á, thì địa ngục là quá sanh, nó cũng có sắc.
rồi nó cũng có thân ở trong địa ngục để chịu khổ, rồi cũng có thọ là cảm giác đau khổ trong địa ngục, có tưởng là thấy những cái kinh hãi trong địa ngục, cũng có thức để cảm nhận được sự đau đớn của thân thức thọ khổ ở trong địa ngục. Thì trong Phật giáo nói như vậy đó, thì hoàn toàn chúng ta thấy rằng cái nghĩa là một cái người có hành động thì cái hành động đó nó phải có cái hậu quả thôi. Nên thường thường trong luật cũng có nói như vậy, một người có phạm tội là gì? Họ có ý nghiệp và khẩu nghiệp, hoặc là ý nghiệp và thân nghiệp, hoặc là thân khẩu ý nghiệp. Thì trong luật chúng ta thấy rằng một cái việc vị tỳ khưu làm thì Đức Phật ngày dạy đó, ví dụ chúng ta thấy trong luật đó có nghĩa là vị tỳ khưu đó mà dạy sa di đi ăn trộm, dạy sa di đi ăn trộm, thì cái người sa di đó họ đi ăn trộm đó, họ cũng phạm tội và cái vị dạy cũng phạm tội, nó lấy đúng giờ đúng cách, lấy y cái vật đó vào giờ giấc đúng như vậy đó, thì cả hai đều phạm tội trộm cắp hết. Cũng như vậy quý vị thấy giới sắc sanh cũng vậy, nếu mà cái vị sư đó kêu đi giết con vật đó mà giết đúng cái giờ đó và đúng cái con vật đó đó, thì hai cái vị thầy trò đều phạm tội sắc sanh hết, sát hại con vật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hành động ở trong luật đó cũng có nói đến thân khẩu ý. Thì trong kinh Đức Phật ngài cũng dạy thân khẩu ý, dù luật hay kinh đó, thì chúng thấy Đức Phật chia ra thân khẩu ý, và cái thân khẩu ý đó đó dù là diệu pháp hay là dù tạng kinh hay tạng luật nó cũng giống nhau thôi quý vị, giống nhau thôi. Có nghĩa là một cái sắc quẩn được đặt tên là tèo hay tí vậy đi, đặt cái sắc quẩn đó là cô cá ly cá đi, nhưng mà cái hành động mà khẩu nghiệp mắng chửi hai cái vị tinh văn thượng thủ của Đức Phật á, thì Đức Phật cũng đã khuyên đừng có ác tà kiến như vậy. Nhưng mà cô ca ly cá không bỏ, thì sau khi chết thì cô ca ly cá sanh vào địa ngục sen hồng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng á, nói về vị diệu pháp á, cũng nói về thân khẩu ý thôi, cũng nói về cái tâm ngũ quẩn thôi, cũng có thức quẩn thì mình cũng có thể mình nói, gọi là ý nghiệp á, thì nó cũng chính là tâm thôi quý vị. Rồi cái hành quẩn là 50 sở hữu, còn thọ quẩn là sở hữu thọ, tưởng quẩn là sở hữu tưởng. 50 sở hữu là hành quẩn, và sắc quẩn là cái sắc tạo nghiệp đó. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta hiểu rằng một cái người tạo nghiệp rồi họ chết á, thì cái sắc quẩn đó họ bỏ lại, nhưng mà họ vẫn phải chịu cái nghiệp tiếp tục là có cái thân, một cái thân ở trong địa ngục phải chịu cái khổ. Khi mà họ từ bỏ cái thân này bỏ lại. Nhưng rồi cái tâm á, thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp thức á, nó đưa đến cái quả tức đi tái sanh vào khổ cảnh. Người đó phải chịu khổ thôi. Thì vì chúng ta biết rằng á, nói như vậy đó, thì Đức Phật là bậc toàn tri diệu giác. Nên á, dù là di diệu pháp có nói đến cái hành động, nhưng mà thật sự hành động đó của người nào, người đó được đặt tên như thế nào, thì Đức Phật ngài cũng dùng cái gọi là cái danh danh chế định đó, là danh từ đó, danh chơn là phi danh chơn. Thì cái danh từ đó được đặt tên cho một cái người đó, tên Hồng tên Hạnh gì đó, khi mà tạo cái nghiệp đó đó, thì Đức Phật nói rằng người đó tạo cái thân khẩu ý nghiệp bất thiện như vậy đó, đã sanh vào cái khổ cảnh với cái thân ngũ quẩn ở trong 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 địa ngục phải chịu khổ như vậy. Người đó mà nếu mà làm như vậy á, thì sẽ có cái khổ ngay hiện tại. Thường thường quý vị thấy trong kinh Đức Phật nói rằng một cái người làm ác á, họ bị cái quả ngay hiện tại này là họ bị vua chúa đó, khi mà họ làm tội bị vua chúa bắt họ, hành hình họ, chặt tay hoặc chặt chân, thậm chí là giết họ. Nhưng mà cái nghiệp đời sau họ vẫn tiếp tục, là khi họ chết họ sinh rơi vào địa ngục. Nên cái người họ làm ác đó thì họ thấy được hai cái quả khổ, đó là cái quả khổ hiện tại, nhưng mà nếu có cái khổ trong tương lai thì chắc chắn họ sẽ cái khổ trong tương lai. Điều này được chúng ta ví dụ một người mà họ ăn xài, họ mượn tiền họ ăn xài rồi họ phải trả nợ thôi. Năm nay họ trả không hết thì năm sau họ phải trả hết số nợ mà họ đã mượn thôi, chứ không phải là họ trả không đủ số tiền rồi người ta có thể bỏ cho họ đâu. Thì chúng ta cũng thấy như vậy. Thì trong cái những cái câu chuyện, ví dụ chúng ta thấy cô Kalika mắng chửi ngài Sariputta và Mokkalana rất nhiều lần, sau khi chết rơi vào địa ngục phải chịu khổ rất là nhiều trăm ngàn cái sự đau khổ, mà được ví dụ như là những cái bao hạt cải nhiều như vậy. Như vậy thì chúng ta cũng biết rằng nếu vi diệu pháp nói đó, một cái hành động bất thiện, chúng ta có cái động lực thứ nhất cái cho ra hiện báo nghiệp với cái động lực bất thiện đó,
cái động lực thứ bảy cho ra sanh báo nghiệp, còn năm động lực giữa đó cho hậu báo nghiệp là nhiều kiếp về sau. Thì chúng ta cũng thấy trong kinh Tạng Đức Phật ngài nói rằng chúng ta cũng thấy rằng một người mà tạo nghiệp á, Đức Phật nói rằng rơi vào địa ngục á, rồi người đó rơi vào súc sanh, rơi vào những cái khổ cảnh tiếp tục nữa, như là chúng ta thấy con cá cấp bí lá á, con cá màu vàng đó, từ địa ngục rồi sanh lên làm con súc sanh, là con cá, rồi từ con cá chết sanh xuống địa ngục tiếp vậy đó. Thì chúng ta cũng thấy rằng á, Đức Phật á, ngài nói trong vi diệu pháp á, thì là một cái tâm nó có tạo nghiệp, nó có động lực nghiệp, nó có bảy cái. Và trong kinh thì chúng ta cũng thấy có hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, vẫn Đức Phật ngài vẫn nói vấn đề đó. Nhưng mà trong luật thì Đức Phật ngài cũng vẫn đề cập đến người đó hiện tại làm cái nghiệp ác thì phải chịu khổ, rồi cái nghiệp mà khổ nó còn dây dẫn ở trong cảnh giới địa ngục nữa. Thì nó cũng giống như vậy thôi quý vị, nó cũng giống như vậy thôi. Đối với một cái hành động của chúng ta, mình chúng ta gọi là danh sắc ngũ uẩn đó, được đặt tên, được đặt tên vì chúng ta biết rằng chúng ta có rất là nhiều chúng sanh, có rất là nhiều bậc thánh, rồi cũng có rất là nhiều kẻ sanh vào cõi khổ. Nên thường thường trong kinh cũng mô tả là cái số người chết sanh lên cõi trời nó ít như cái sừng con bò, rồi cái số chúng sanh chết sanh vào địa ngục nó nhiều như cái lông con bò. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi người có cái ngũ uẩn hết, có thức uẩn, có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành uẩn, để được đặt tên là sư đăng, hoặc là đặt tên là sư tân, đặt tên là sư tề quyền. Thì khi một người nào họ tạo nghiệp đó thì họ rơi vào địa ngục, chứ không phải có một người trong địa ngục. Và cũng như nếu mà chúng ta làm lành, chúng ta sanh về cõi trời đó, cũng rất là nhiều chư thiên chứ không phải là một chư thiên. Nên đó, chúng ta hiểu như vậy đó, thì mỗi người có cái nghiệp riêng, mỗi người có cái nội tâm của mình, và mình phải khéo chế ngự tâm của mình, thân khẩu ý của mình. Nếu mình chế ngự được gọi là thiện, còn mình không chế ngự được gọi là buông lung thì tâm bất thiện, thì như vậy thân khẩu ý bất thiện. Dù kinh luật hay luận đó, nó cũng như vậy thôi, chứ không có phải là kinh luật luận khác. Nhưng một cách trình bày đó thì kinh luật luận đó là cái sự hỗ tương cho nhau. Bởi vì một cái vị tỳ khưu thuyết pháp đó, khéo thuyết pháp đó, thì lấy từ kinh, từ luật, từ luận gì cũng có thể thuyết được hết, chứ không phải là nói rằng vị đó học vi diệu pháp là chỉ thuyết vi diệu pháp. Không phải, học vi diệu pháp là thuyết kinh cũng được mà thuyết luật cũng được, không có cái gì mà mâu thuẫn với nhau. Nó hoàn toàn có mâu thuẫn với nhau. Tại vì Đức Phật ngài cũng dạy như là tâm á, hoặc là ý hay là thức á, nó cũng giống nhau thôi, nó cũng khác nhau, nó cũng chỉ là 121 tâm đó thôi. Rồi nếu mà nói về thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn sở hữu tưởng, hành uẩn là 50 sở hữu, thức uẩn 121, tâm sắc uẩn là thân này, được trình bày như vậy. Thì như vậy dù là kinh hay luật hay luận á, thì nó cũng không có mâu thuẫn. Còn cái tên gọi đó để chúng ta biết rằng có những lúc mà Đức Phật ngày sanh làm những vị Bồ Tát đó, những cái người đó họ đặt cái tên xấu cho con của họ đó. Ví dụ như một cái người đặt tên là như là một cái người đặt tên mà nghèo khổ vậy đó, cô tí cô tèo hay là một cái tên gì đó nó không có đẹp, thì cái người này muốn đi tìm cái tên nào đẹp, nhưng mà ngài cho đi tìm thì cuối cùng đó cái vị đó biết được cái người giàu vẫn, cái tên giàu vẫn đi ở đợ, một cái tên tên thần tài nhưng mà vẫn nghèo khổ. Đâu phải là cái tên mà nó tên chỉ là người ta đặt cho mình cái tên đó thôi. Nhưng mà mỗi chúng sanh có cái phước thì được giàu sang, dù cái tên nó có nghèo khổ nhưng mà cũng chỉ là cái tên thôi, hoặc là cái tên rất là xấu nhưng mà người đó vẫn giàu như thường. Còn có nhiều người họ không có phước đó thì cha mẹ họ đặt cho họ cái tên thật là đẹp đi, nhưng mà họ cũng vẫn nghèo khổ thôi. Vì cái nghiệp mà cái nghiệp phúc hành của họ không có thì họ phải khổ, nghèo khổ hoặc là họ bị bệnh hoạn thôi. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa kinh luật và luận đó nó không có cái gì gọi là mâu. Cái hành động đó được gọi đó thì cũng gọi theo tên của cái chúng sanh đó, và chúng sanh đó phải chịu cái quả khổ. Thì mỗi kiếp có một cái tên như vậy, mỗi thân người chúng ta có một cái tên gọi, cha mẹ đặt, hoặc là chúng ta có cái bí danh, một số người nào đặt chúng ta cái bí danh, hoặc là tự chúng ta đặt cho mình một cái bí danh nào đó để có cái cách xưng hô thứ hai. Nhưng mà những cái điều đó cũng chỉ là cái tên, tên gọi mình, chúng ta gọi là cái danh từ gọi đó, thì chúng ta biết là đó là tục đế, cái phần chân đế là tâm sở hữu sắc pháp. Nhưng mà những cái danh từ để gọi đó cũng chỉ là danh từ thôi, nó có là danh chơn thôi quý vị, nó chỉ là danh chơn thôi.
Còn những gì mà thí dụ như mình nói những cái gì mà được kể ra là phi dân chân, ví dụ mình kể ma quỷ người trời chư thiên, chẳng qua là lúc phúc hành thì mình sanh làm chư thiên, lúc mà phi phúc hành mình sanh làm ngã quỷ, thì mình gọi cái tên như vậy, hoặc là mình gọi tên người Việt Nam, người Miên, người Mèo, người Mãn, người Thái, người Lào, chỉ là cái tên gọi thôi. Mình chia ra cái tên gọi cái dân tộc tính đó được người ta gọi chung và nhất trí chung thì mình gọi như vậy thôi, nó cũng là danh từ thôi chứ nó không là cái gì hết. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 của thượng tọa hỏi đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại, nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Dạ, thưa quý thượng tọa Pháp và Đăng. Thượng tọa Pháp Tinh, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tinh có thể cầm mic được, xin thượng tọa Pháp Tinh hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Pháp Tinh, thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Tuệ Quyền ấy, thượng tọa Tuệ Quyền có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Dạ, thượng tọa Tuệ Quyền, chúng ta thấy rằng trong Tam Đại Kinh Điển, đặc biệt là trong Kinh Tạng và Lục Tạng, thì cả hai cái cách nói cho tục đế và chân đế đều được xài. Nhưng mà nếu có cái nguyên tắc hay là có cách nào để chúng ta phân biệt là lời giải nào, đoạn kinh nào mà nói cho tục đế hay chân đế, dường như ở trong Kinh Pháp Cú chúng ta có câu là ta chính là lễ nương tựa của ta, thì có nhiều người nói là cái ta đó là cái bản ngã, Đức Phật Ngài cũng chấp nhận có ngã, nhưng mà không, đó là cách nói về theo tục đế thôi. Thì là phân biệt được ở cái đỉnh thì là tự quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Hai lần đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, có Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đây là một cái lý rất là đặc biệt. Chúng ta nhớ ở trong như Pháp Cú Kinh mà Thượng Tọa vừa nói, ta là nơi nương tựa của ta, nói chúng ta nói theo lý kinh, theo hoặc là như vậy tôi nghe, chính ngài A Nan cũng đã tường thuật lại lúc mà kết tập tâm ta như thiện hả văn nhất, là xác định rõ, vậy nói rằng cái tôi cái ta có phải không? Có thể nói rằng trong văn kinh của trong kinh thì chúng ta biết đó là một sự sinh hoạt, đó là một cái sự diễn tiến mà Đức Phật Ngài trong 45 năm hoằng pháp, từ xa xôi, từ dân, vua, chúa, quan quyền, tất cả cho tới bình dân, tất cả thì đều là mượn trên cái những cái tên người hay là hoàn cảnh vua, chúa, tên A, tên B, tên C đó. Đó chỉ là một điều mà chúng ta nói trên cái tinh thần tục đế để mà nói mà nghe thôi. Thí dụ như có tên gọi là Đức Phật Ngài cũng vẫn gọi là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, chữ vẫn Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên này A Nan. A Nan có biết như thế này, A Nan có biết như thế kia hay không? Thì ở đó cũng có tên định vị. Thì chúng ta là cái tên không phải là chúng ta, đó chỉ là cái danh từ tục đế thôi, danh từ gọi là danh chân chế định thôi, để tạm mượn gọi. Chứ sẽ thực ra chúng ta chết ở kiếp này rồi, giả sử kiếp sau có còn ta nữa, mà đây chỉ là một cái mượn ở trên một cái hình thái, ở trên một cái từ ngữ. Rồi ở trong luật cũng vậy, chúng ta thấy nó hỏi này thì theo ví dụ như chẳng hạn như là hoặc là chính ở trong kinh chúng ta nhớ là Đức Phật nói hỏi này quốc lý, đây là sai lầm, đây là không nên, ngươi không có nên làm. Rồi nhóm cái tỳ kheo cũng như lục quần hay là Đề Bà Đạt Đa thì ngài cũng có đích danh đích tên, thì cái đó phải mượn danh để định đặt. Và trong cuộc đời này khi chúng ta được định đặt, chúng ta thích phục. Sự thực ra giữa cái tên làm nên con người, đó là sự thật như vậy. Khi người ta tên tài, người ta sẽ có tài, tên quyền sẽ có quyền, tên tiền sẽ có tiền
đâu có. Thì ở đây thì chúng ta thấy nó chỉ là cái tên, tên gọi cho nó, gọi là nó đẹp hay là nó để mượn danh để chúng ta. Rồi tên Tài, tên Minh, tên Hùng, tên Quyền, tên vân, tất cả các thứ tên đó nó phải có một mình, có người ta nữa. Nếu đều nghe tới tên mình cái tự nhiên mình đó, thí dụ từ lời cái đăng kêu chúng tôi nói sự tự quyền thì chúng tôi nghe thì đó chính vị. Nhưng điều từ cái chỗ đó mà sinh ra phiền não. Còn ở trên cái tinh thần của vi diệu pháp, chúng ta nói vi pháp dạy đây là ngũ quẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức của chúng sinh, mà gọi là danh chân chế định hay là phi danh chân chế định gì đó, đó là chỉ là để mà gọi thôi. Thì trong ngũ quẩn này, ngũ quẩn này được định đặt là ngũ quẩn nam, ngũ quẩn nữ. Ngũ quẩn này là ngũ quẩn da trắng, da vàng, da đen, hoặc là thấp cao, đẹp xấu, giàu nghèo, chỉ là ngũ quẩn nói chuyện với ngũ quẩn. Đó chính là nói đến cái giá trị chân đế của nó. Nói một cách khác là cái giá trị chân đế như vậy. Đó như hồi nãy cái câu trước đó nói, tức là không có những cái câu số 1 là chúng ta cũng là nói lên một cái giá trị, tức là nói rằng có hành động nhưng không có người hành động. Chúng ta biết đó là tâm, tâm sở hữu sắc pháp niết bàn, động lực đó làm việc có mặt chứ không có người hành động, tức là ngũ quẩn đó vận hành chứ không có tên A, tên B, tên C. Đây là cái chỗ mà chúng ta hiểu được chỗ đó thì chúng ta mới giải quyết. Một cái tục đế nói lên là cái sự thật của cái sự biến chuyển của tâm phàm phu của chúng sinh, là có tham, có sân, có si. Đó nó trên tinh thần của giá trị chân đế. Tâm của người đó là tâm tham. Như chúng ta thấy, nó thấy theo hành động. Cái người trí tuệ, người ta nhìn cái hành động mà người ta lời nói để người ta phán đoán cái suy nghĩ của người đó. Thì cái giá trị đó có giá trị chân đế. Còn cái giá trị tục đế, tức là hoàn toàn chúng ta không hiểu gì hết, người ta ác vô cùng nhưng người ta tỏ vẻ ra người ta đàng hoàng, chúng ta không biết. Hay nói một cái giá trị chân đế nó đặc biệt hơn nữa, tức là cái gì? Tức là cái lý tính, chứ không có nói cái bản thể của nó, hay là không có nói trên cái sự hay là cái bản chất của nó, mà nói trên cái tính chất của nó. Ở đây cái tính chất của nó, thí dụ như bây giờ chúng ta nói đất, thì chúng ta thấy nguyên cục đất, nhưng nó yếu tố của đất là nó khác, hay nó yếu tố của gió, tức là sự lay động, nhưng gió tức là phải thì chúng ta nói theo giá trị của tục đế. Còn nếu nói giá trị của chân đế, nó chỉ là một cái gì? Nó chỉ là một sự lay động. Nước là một cái sự thấm định. Giá trị nó là giá trị như vậy đó quý vị. Thì nhìn cái sắc pháp phải nhìn như vậy. Rồi nhìn cái tâm của mình là nhìn cái gì? Hãy nhìn vào cái tâm của mình. Vậy nhìn cái tâm là nhìn cái gì? Nhìn thấy được cái sự cái thiện, cái ác, cái tham ác, cái sân ác, cái tà kiến ác của chúng ta nó nằm ở đâu. Đó nói lên cái giá trị, hay là nói lên cái chúng ta thường kêu là cái nghĩa bóng. Chúng tôi tạm ví dụ cái giá trị chân đế nó như là cái nghĩa bóng, chứ sự thật ra nó còn cao cấp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, chứ nó phải là ghê gớm như vậy. Thì đó, bây giờ chúng ta nhìn bằng cái gì? Bằng cái nhìn của chân đế. Tất cả rồi đau thương gặp gỡ đây rồi phải chia ly, đây là một giá trị sự thật không thể nào thay đổi được. Và cái mà người ta yêu, cái mà người ta thương, cái mà người ta gìn giữ ôm ấp, thì cái đó là giá trị của tục đế. Cái giá trị của tục đế, tôi sống ở đây có nghĩa rằng là tôi đang sống, tôi sẽ sống hùng, sống mạnh. Nhưng cái giá trị chân đế, người ấy hiểu biết chẳng qua ngũ quẩn này nó đang diễn hành, nó còn đang tương trợ, đang sinh hoạt, đang hỗ trợ nhau. Nhưng đến một lúc, có thể tối nay, sáng mai, có thể một chút nữa, ngũ quẩn này nó sẽ không có tồn tại, nó sẽ không tương trợ lẫn nhau. Tức là
hồn lìa khỏi xác, hay là tức là danh pháp này nó rời bỏ sắc pháp này, hay là cái sắc pháp này nó phải chỉ bị cái gì, bị sự vô thường, tức sắc pháp này nó phải bị cái sự già, sự bệnh, sự biến đổi, hay là sắc pháp này về sau nó như thế nào, rồi nó phải bị già nua, nó bị xấu xí. Đấy là sự thay đổi của sắc pháp, mà đó chính là giá trị chân đế, là sự thật. Nhìn bằng trên giá trị của ngũ uẩn, trên giá trị của sự thay đổi mà chúng ta không thể nào mà có thể kháng cự lại được. Thế nên chúng ta không thể nào mà chúng ta trẻ mãi mà không già, sống mà chúng ta trường sanh bất lão là chuyện không có. Bởi vì chắc chắn rằng sanh tử là phải là một trạng thái liên tục. Cái người chấp mê, chấp về tục đế, người ta cho cái thân này, ta bế nó, nhưng sự thiệt ra chân đế thì nó đã là sanh diệt liên tục của tâm này, của sát na này, sanh trụ diệt của dòng tâm, hay là sinh tiến dị diệt của sắc pháp, là nó biết diễn liên tục. Nhưng cái nhìn của tục đế thì người ta chấp, còn cái nhìn của chân đế người ta biết nó diễn biến. Cho nên một cái điều đặc biệt này mà chúng ta biết rất là ghê, mà cũng rất là đặc biệt. Cho nên gọi là đây là ta, của ta. Thì đó là như chúng ta thấy cái kinh văn: con ta, tài sản của ta, người ngu suy nghĩ mấy, thân mình còn không có, con đâu, tài sản đâu. Ở đây cái nghĩa của câu kinh Pháp Cú đó, nó cũng nói lên cái đó. Nó là cái giá trị vô cùng đặc biệt cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Tức là thân mình còn không có, đó chính là giá trị của chân đế. Con đâu, tài sản đâu, mình luôn luôn mình chấp đây là của mình, nhưng sự thật ra mình không có quyền quyết. Ngay cả sinh mạng của mình, ngay cả cái khỏe mạnh của mình mà mình cũng không thể thì xử lý được, mình cũng không thể chọn được, chứ đừng nói chi mà mình có thể mình quyết định cho người. À, thì đây chính là cái câu trả lời của chính con. Nếu như là một chút thì chúng con thành thượng tọa. Nam mô Phật Thầy nhé. Sao tôi kính thưa tòa sư quyền, mà thưa tòa học tân, thưa tòa có ở trước máy và thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa học tân nghe được, kính thưa thưa tòa con nghĩ trả lời cho câu thưa số 3. Thưa tòa học tân, nãy giờ chúng ta có nói về chân đế và tục đế, thậm chí có nhiều người học trong kinh tạng cả đời không nghe đến chữ chân đế nữa. Và khi chúng ta đi vào thắng pháp thì tự nhiên cái ý niệm về tục đế và chân đế được nói rất nhấn mạnh rất rõ. Nhưng mà hỏi thì tôi hỏi tân là có cần thiết để phân biệt không? Có nhiều người nói thôi, hồi trước khi mình học đâu cần nghe nói chân đế làm gì đâu. Nhưng tại sao bây giờ đem vấn đề này ra sẽ trở thành vấn đề? Thì có cần thiết để phân biệt không? Kính thỉnh thưa tôi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Khả Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính thưa Tòa Giác Đẳng, Tòa Phật Đẳng, Tòa Tự Nguyện và Minh Hạnh, Đức Phật Tinh, Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thánh nữ. Nếu chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta không có gặp cái từ chân đế, tục đế. Thường thường trong kinh thì nói những cái pháp mà nếu nêu về con người thì người thật, trời chư thiên cũng là thật, người ở trong di diệu pháp thì định nghĩa theo cái căn tánh, theo cái tâm, theo cái trình độ khác nhau. Thì ở đây đó thì khi mà chúng ta đọc đến, học đến di diệu pháp đó, thì thường nó ban đầu mình vô thì nghe là chân đế, tục đế. Rồi sau này là có những cái đề mục tu thiền của một vị hành giả, nó cũng phân biệt là chân đế, tục đế trong đó. Thì cái tục đế là những cái gì mà chúng ta giả lập,
giả lập, hoặc là danh, hoặc là nghĩa. Thật sự ra thì khi mà mình học với di dụ pháp nó giúp cho cái việc mà mình tu thiền, chúng tôi nghĩ là mình tu thiền tứ niệm xứ, thì cái việc mà mình nhận biết được cái chân đế tục đế rất là quan trọng. Thường là trong cái hiểu biết của mình, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là tâm mình suy nghĩ đó, thì thường là dựa trên cái giả lập nhiều. Và do dựa lên cái giả lập đó, đó, thí dụ như mình giả lập mình cho cái đó là đẹp, nhìn ở trong di diệu pháp thì không có gì đẹp hết, nó cũng là sắc thôi, nó cũng là cảnh sắc, nó cũng là cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh khí, vân vân. Thì những cái cảnh đó nó là, mặc dù là chân đế, nhưng mà khi mà mình cho rằng giả lập á, mình chế định, mình cho như cái đó, đó nó là đẹp, thì cái nhìn đó nó nhìn theo cái tục đế, nhìn theo cái giả lập. Rồi bây giờ nói là chân đế thì là những cái gì? Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp. Chân đế, chân đế đó là chân đế hữu vi. Thì khi mà nói đến chân đế ở đây đó là nói đến những cái gì mà nó thật. Khi mà mình nhìn vào đó thì mình biết dù như thế nào đi nữa thì chân đế nó cũng không thay đổi, bản thể nó là như vậy. Còn cái giả lập á, thì nó có thể thay đổi, mặc dù nó cũng là một sự thật, nhưng mà cái sự thật này nó có thể thay đổi theo thời gian, thay đổi theo cái quan niệm của con người, rồi thay đổi theo cái phong tục tập quán, nó có những cái sự thay đổi đó. Thì ở đây đó, nếu chúng ta học ở trong di diệu pháp để thấy rõ rằng cái nào nó là chân đế, cái nào nó là tục đế, thì tục đế nó thường thường là những cái giả lập. Chúng ta thường thường là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thì dựa trên cái giả lập đó nhiều lắm. Vì vậy giá phiền não từ đó mà sanh khởi. Nếu chúng ta nhận biết rằng cái đó là chân đế, mặc dù là chân đế hữu vi, thì mình biết là do duyên mà sanh. Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp cũng có cái điều kiện, thì do cái điều kiện nó sanh khởi đó, thì mình thấy rõ. Cho nên cái người mà tu tập về tứ niệm xứ, cái việc mà mình nhận biết được, nhận biết được tâm của mình qua cái chánh niệm tỉnh giác của mình, thì mình mới thấy rõ rằng, thấy rõ được cái bản thể của nó. Còn nếu không thì chúng ta thường thấy trong cái giả lập, cái tục đế mà thôi. Vì vậy có những cái sự phản ứng từ ở nội tâm, hoặc là chúng ta tham đắm, hoặc là chúng ta không hài lòng, thì từ đó cái phiền não nó dấy lên. Cho nên nếu mà mình học vi diệu pháp để phân tích rõ như vậy đó, để dù là một cái sự kiện gì, sự việc gì, pháp gì trong tâm của chúng ta, hoặc là xung quanh chúng ta, những cái gì mà nó sanh khởi lên, thì chúng ta nhìn rõ, biết rõ như vậy, đó là chân đế và tục đế. Như vậy thì cái giả lập của như thế nào đó, thì đối với một cái người tu tập thì quan trọng là mình nhận đúng rõ sự thật của nó là chân đế hay là tục đế. Chúng ta không có bị lẫn lộn ở trong cái điều đó. Vì vậy đó, có thể là mình thấy rõ được những cái tính chất đặc biệt ở trong các cái pháp nó sanh khởi, là sự thật của nó. Chúng con nghĩ rằng ở trong cái suy nghĩ của mình á, thì ở đây đó là nói đến kinh tạng thì không có nói đến chân đế và tục đế, nhưng mà khi mà nói đến vi diệu pháp nói riêng đó,
thì chúng ta hiểu được là gặp được cái chân đế và tục đế này, chân đế tục đế này để thấy rõ được cái thực chất của cái bản chất thật của các pháp dù như thế nào, thì để rồi cái tâm mình thông qua mình nhìn về với cái nội thân của mình, thân ngũ quẩn của mình, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, để mà mình quán chiếu bằng cái với cái tâm chánh niệm tỉnh giác của mình. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Sa tu cái chừng thì tổ Phật tử thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được dành vài phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay để nói thêm về một điều trước khi chúng tôi nói về bản biểu đồ chư pháp. Thứ nhất là thỉnh thoảng ở trong khi mà quý vị học đó, chúng ta nghe chữ tục đế rồi chúng ta nghe chữ chế định rồi chúng ta nghe chữ chúng nghe chữ thi thiết, dạ thi thiết, thì nghe buổi học tới đó, thì chúng tôi sẽ nói về tục đế, nhưng mà chúng tôi sẽ giải tại sao mà chữ chế định và chữ thi thiết phải xài rất là cẩn thận. Hôm nay chúng ta chỉ nói về thi thiết là sự đối đãi. Đối đãi có nghĩa là gì? Ở trong bài học chúng tôi nó có lấy một cái ví dụ là thời thế kỷ thứ 18, Paris là một thành phố hoa lệ. Các ông dòng lúc bây giờ từ bên Anh sang tới bên Nga đó, giới quý tộc đều nói tiếng Pháp, nước Ý cũng nói tiếng Pháp, và họ nói tiếng Pháp như là cái ngôn ngữ của giới quý tộc. Và chẳng như vậy, và chẳng như vậy thưa quý vị, người ta nói rằng Paris hay là Paris, chúng ta anh cho anh gọi là Paris là kinh đô của ánh sáng. Bởi bây giờ Pháp đã xây dựng Paris như là một kinh đô hoa lệ, người ta bỏ đèn ga, ta xài sang điện điện, và đúng là một window của ánh sáng. Và bây giờ thì thỉnh thoảng chúng ta nghe trong văn học Việt Nam cũng còn nhiều cái window ánh sáng. Nhưng mà nếu mà gọi là window ánh sáng ở Paris, cái window ánh sáng, thì thưa quý vị, đó là chỉ là một sự đối đãi hay là một cái sự so sánh tương đối vào thời đó so với London, so với Amsterdam, so với Berlin, thì Paris đúng là window ánh sáng. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị là ngay giờ phút này mình đang nói chuyện đó, thì nếu Paris mà so với Tokyo, so với Thượng Hải, so với Hồng Kông, thì Paris không thể gọi là kinh đô ánh sáng được. Tại vì sao vậy? Tại vì mình nói vào lúc đó, thời đó và so sánh như vậy thì đúng. Thật ra cái gọi là thi thiết hay là conceptualization, thì thi thiết có nghĩa là chúng ta đưa ra một cái nhận thức, và nhận thức dựa trên cái cách đối đãi. Và về cách đối đãi thì điều này nó không phải là tục đế, và nó không phải là tục đế, mà đôi khi cái sự đối đãi nó có thể là sai nữa. Và nó có thể là sai, ví dụ như là quý vị nghe một đứa nhỏ nó hát, quý vị nói nhỏ nó hát hay quá, nhưng mà nếu có người nào đó họ muốn bắt lỗi mình, họ nói đứa nhỏ nó hát như vậy mà mình khen là hay, mà nó hát không đúng nhịp, không đúng gì hết, như vậy là cái người đó không có trình độ âm nhạc, thì cái người đó cũng là sai. Tại vì khi mình nói cái hay của đứa nhỏ đó là với cái tuổi đó, và với cái tuổi đó nó 7-8 tuổi mà nó hát được như vậy nó hay, chứ nếu đều so với các ca sĩ chuyên nghiệp hay ca sĩ điệp dư thì nó cũng gọi là hay được. Hay là một ca một
ca sĩ mà bình thường họ hát hay hơn một đứa nhỏ, nhưng người ta vẫn chê là dở. Nhưng một đứa nhỏ nó hát cũng tệ nhưng ta vẫn gọi là hay, nhiều người gọi là hay, là tại vì nó được conceptualize ở tuổi đó như vậy là hay. Thì chúng ta không nên hiểu cái chi tiết đó là trong tục đế. Ở đây chúng ta nói tục đế sao? Thì mình nói rằng hồi xưa người Pháp gọi là Paris, thì người Tàu họ âm là Paris, thì chúng ta đọc âm Hán Việt chúng ta đọc là Ballet. Nhưng ví dụ hòa đàm Ballet hay là hội nghị Ballet, thì cái chữ Ballet đó đó nó là tục đế, là cái quy ước ở trong tiếng đồng Hán Việt chúng ta gọi là Ballet. Mặc dù Ballet thì nó hơi xa chữ Paris, nhưng mà ta chấp nhận nó là một thứ mặc ước. Thật ra khi mà chúng ta nói về thành phố Paris cũng được, mà nói Ballet hồi xưa đó, chúng ta nói trước 75 á, thì cũng không phải là sai, không sai, tại vì ai cũng gọi thủ đô nước Pháp là Ballet thì gọi như vậy là Ballet. Thì cái đó nó là một quy ước, nhưng mà nó không phải là một sự thi thiết. Và cái sự thi thiết ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi đồng nói Ballet là kinh thành, kinh đô ánh sáng chẳng hạn, thì nó là một sự thi thiết, nghĩa là vào thời đó, vào thế kỷ đó, với cái bối cảnh đó thì Paris đúng là một thành phố hoa lệ. Nên chúng ta phải phải đặc biệt cẩn thận về điểm này, là nhiều lúc Ballet thì không thể gọi nhiều lúc đó, thi thiết không có đồng nghĩa với tục đế. Đây là điểm mà ngày mai tuần tới chúng tôi sẽ nói về chữ chế định và tục đế thêm về điểm này. Và thứ gì hôm nay trong bài học là bắt đầu chúng ta bước qua cái một cái đồ hình minh họa. Trong phần minh họa có cái biểu đồ chư pháp, và quý vị nhìn vào biểu đồ chư pháp thì quý vị sẽ thấy rằng khi đề cập đến pháp là những sự thật, và pháp có hai là sự thật tục đế và sự thật chân đế. Tục đế và chân đế đều được đề cập đến trong thống pháp Abhidhamma. Và chúng tôi cũng phải nói thêm là tục đế và chân đế đều được đề cập đến ở trong kinh tạng. Ở trong kinh tạng vẫn nói đến quẩn xứ giới đế. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng kinh tạng chỉ nói theo cách tục đế và thắng pháp nói theo chân đế. Chúng ta hiểu như vậy rất là sai, rất là sai. Kinh tạng á xài nhiều cách nói của tục đế, nhưng kinh túy vẫn nói về chân đế. Và thắng pháp Abhidhamma nói nhiều về chân đế nhưng mà vẫn dùng tục đế, và không có một cái sự nghiêng hẳn về chân đế, nghiêng hẳn về tục đế theo kinh tạng và trong thắng pháp. Đó là điều chúng ta cần, rất là cần, và rất là cần phân biệt. Nếu không có chúng ta có sự ngộ nhận. Quý vị thấy trong cái biểu đồ chư pháp thì gồm cả tục đế và chân đế luôn. Và một điểm khác mà chúng ta có lưu ý tại đây là tất cả những thí dụ mà thường gọi Tùy Siêu nói, Chư Tăng nói, hay nó chỉ là một cái bước đầu thôi. Và chúng ta phải học rất nhiều bài học thì chúng ta mới thấy sự khác biệt giữa tục đế và chân đế. Chứ bây giờ nếu không mà chúng ta nghe bài giảng ngày hôm nay, tự nhiên chúng ta đến kết luận cái này tục đế, kia là chân đế, rất là dễ tạo nên những ngộ nhận. Vì vậy chúng tôi nói như vậy là nếu quý vị đến thăm thành phố Houston, chúng tôi chở quý vị đi một vòng, quý vị khoan nói rằng Houston là thế này, Houston là thế kia. Tại vì cái Houston, cái từ Houston mà quý vị thấy đó là ngày đầu, đó là trên một lộ trình, đó là trong một cái bối cảnh như vậy. Và điều đó cũng không có nghĩa là quý vị bóc điện thoại đi gọi người khác nói tôi đã có Houston, tôi biết Houston rồi. Thì cái biết rồi nó phải là biết rồi đâu. có nhiều người ở Houston 2 năm chưa chắc biết hết Houston, mà không thể nào trong một câu nói của mình mà mình diễn đã dần kia nói tôi biết Houston, Houston là nóng, Houston đường xá rộng rãi, Houston là phẳng lì. Chừng đó nó không đủ nói thành phố Houston. Bởi vì khi mà chúng ta học thì môn học khác chúng ta có thể khai triển quản diễn bằng cách này cách khác, nhưng mà trong A Di Đà cần sự chính xác. Mà chính xác ở trong pháp, mà chính xác ở trong cách nói, trong cách trình bày. Do vậy chúng ta cần luôn luôn cẩn thận. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý này. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích.
sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành. Tông hoàn tất mỹ mãn tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta tâm hội. Nguyện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tuân cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, và Nhật Bình kính cảm ơn. Xích Quang Nguyệt, Xích Trần Đạo, Xích Vệ Nhọc cùng đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lại đời chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường thiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân từ. Sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti hontu nirontarang hontu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirontarang hontu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa sangha rupa vena soti hontu niron sarang hiện cầu được đa làm kiến kiến lành giải thoát đệ tử và chúng sanh.